Tối ngày 9 tháng 2, đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tuần tra kiểm soát nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện tuần tra, nhiều trường hợp vi phạm đã bị tổ công tác phát hiện xử lý. Cụ thể, khoảng 21 giờ 20 phút, tổ công tác phát hiện anh PVM, sinh năm 1977, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 59C2-74585 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện trong hơi thở của anh M có mức nồng độ cồn là 0,248mg trên lít khí thở. Đồng thời anh M cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Đám tiệc mờ qua đám giỗ nhà, rồi bữa cúng mâm cơm chiều, uống có 3 uống lon bia à, có. Thì mình chấp nhận có độ cồn mình mới chịu thôi, chứ nói gì đây. Thì mình đi chạy xe mình biết mà. Có cái chiều đi không có đem giấy tờ theo, bỏ nhà. Thì nhà cũng sát bên đây à, ngay đường 15B mình đi. Tiếp đó, tổ công tác phát hiện anh LTT đang điều khiển xe máy di chuyển trên đường Huỳnh Tấn Phát hướng từ quận 7 đi quận 1, không đội mũ bảo hiểm. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, thì anh T không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy vào hẻm nhỏ. Khi tổ công tác truy đuổi, anh T có những biểu hiện không chấp hành, lớn tiếng cự cãi. Sau khoảng 20 phút, được sự khuyên ngăn của người thân, anh T mới đồng ý thực hiện kiểm tra nồng độ cồn, kết quả cho thấy trong hơi thở của anh T có mức nồng độ cồn là 0,545mg trên lít khí thở. Một trường hợp khác cũng bị lực lượng tổ công tác phát hiện xử lý trong đêm là anh KH có mức nồng độ cồn là 0,552mg trên lít khí thở. Làm việc với cảnh sát giao thông, anh H thừa nhận đã uống bia nhưng do không tìm được chỗ gửi xe nên mới tự lái xe về nhà. Xưa giờ đó không có quậy phá ai đâu em ơi, cả sớm ai cũng biết mà, không quậy phá ai trơn á. Tại vì nó uống rượu vô rồi, cái nóng tính quá rồi nó vậy á. Ngày xưa cũng đi bộ đội rồi về đó chứ đâu phải là không đi bộ đội đâu. Chị thấy là nó cũng là nó sai rồi đó, thôi giờ chị thay mặt gia đình thôi, chị xin lỗi với em đi, chị xin lỗi đi. Đối với các trường hợp vi phạm trên, đều bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính, tước giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện theo quy định.